chào tất cả mọi người ha. Đây là ngày cày cuối cùng em mọi người. Sáng ngày mai là nước sẽ thả vô đồng nha mọi người. Đây là có một chiếc máy va cày trở lại đây mọi người. Đó, ngoài xa kìa. Nghĩ chiếc này là Ford hay Isuzu đây, màu xanh em mọi người. Cánh đồng đã cày toàn bộ hết 100% rồi mọi người. Đây. Đây là chiếc Isuzu 35 đây mọi người. Chiếc này kéo 6 chảo mọi người. Cày trở lại rồi. Bụi quá trời luôn. Chiếc này lui còn đèn không mọi người. Chiếc này còn mới. Đó, mọi người thấy cái đèn sáng không? Cày trở lại đất nó khô á mọi người, nó bụi quá trời luôn, bụi coi. Trời ơi nó dằn máy rồi. Chiếc máy đang cày đầu bên kia rồi. Đây chiếc này mình nghĩ là đời mới, là mới mua luôn rồi. Thấy nó còn mới. Này là ta cày lại, ta trở lại nè. Mọi người ghé qua kênh nhớ like và đăng ký ủng hộ nha mọi người. Đây chiếc máy đang quay đầu tới mình đây mọi người. Chiếc máy này còn mới 95% luôn mọi người. Nhìn cái bô nó đã không? Mới ghê ta. Đó, lùi là có đèn lùi luôn. Đù, cái heo nó cũng mới tinh luôn. Ủa, máy chạy bụi đâu có thấy máy đâu người. Đó, mọi người nhìn thấy không, một cánh đồng ta cày hết luôn. Mình cày trở lại theo là bây giờ mấy cái cục lớn lắm mọi người, giả ra nhuyễn luôn, thấy mọi người thấy không. Đây chỗ mình thì hiện giờ là chưa có mưa mọi người. Mình thấy mấy khu vực khác, thấy mấy anh đăng lên đó là mình thấy có chỗ có mưa, nhưng mà ở chỗ mình chưa có mưa mọi người. Nắng 38 độ, 40 độ mọi người. Đây là cày trở lại là tác 2 đây mọi người. Trời ơi nó dằn, trời ơi nó dằn thấy không, dằn lắc máy.
người thấy không, chiếc máy này cái heo nó còn mới luôn kìa. Rồi ốc thì còn màu vàng hết luôn. Đó, mở có đèn sáng luôn. Kéo 6 chảo. Trời ơi, bụi như khói luôn. Đây là trời đã sập tối luôn người. Máy này là mình thấy là 35, số 35, nhưng biết là máy này chắc cỡ 35 ngựa người. Cỡ 35 ngựa, 40 ngựa vậy á. Cày chừng này là 5 giờ mấy thôi người, 5 mấy là buổi chiều á người, tắt mét luôn. Đây là đang chạy hai cầu, mọi người thấy bánh trước nó bơi không? Đó, máy này là Isuzu 35 mà có USL vậy đó, người nhìn cái bô nó đẹp không? Được cái dạng đèn máy này còn nguyên luôn thấy không? Mình cũng xin kết thúc video đây nha mọi người nha. Trời đã sập tối rồi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ủng hộ nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.